Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Video clip này Điệp xin cập nhật đến với mọi người lịch cập nhật và xử lý hồ sơ tại trung tâm visa NVC đến ngày 28 tháng 9 năm 2020. Theo lịch xử lý hồ sơ định cư Mỹ, NVC sẽ cấp case number và invoice ID number, xét hồ sơ 6 bước NVC và trả lời thư Ask NVC mà cô chú và các anh chị gửi các thắc mắc để hỏi NVC. Xin mời mọi người cùng theo dõi chi tiết. Cô chú và các anh chị thấy video clip hữu ích thì nhớ bấm like, subscribe để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và theo lịch cập nhật mới nhất từ NVC, tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2020, NVC đang cấp case number và invoice ID number cho những hồ sơ mà NVC nhận được từ Sở Di trú. Các hồ sơ này đã được chấp thuận đến ngày 23 tháng 9 năm 2020. So với tuần trước, tuần này tăng được 8 ngày. Thời gian thông thường để NVC nhận được thư từ Sở Di trú USCIS là từ 30 cho đến 45 ngày. Và tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2020, NVC đang xét các hồ sơ đã nộp đủ các giấy tờ làm 6 bước với NVC đến ngày 21 tháng 7 năm 2020. So với tuần trước, tuần này tăng được 5 ngày. Và theo như thông tin từ NVC thông báo, NVC đang ưu tiên xét các hồ sơ 6 bước của 4 diện CR1, IR1 và CR2 và IR2. Bởi vì 4 diện này không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh, nên NVC đang ưu tiên xét để 4 diện này được phỏng vấn trước. Hồ sơ giấy tờ để nộp 6 bước NVC như là điền đơn DS-260, nộp các bộ bảo trợ tài chính của người bảo lãnh và các giấy tờ dân sự của người được bảo lãnh. Và tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2020, NVC đang trả lời đơn Ask NVC mà cô chú và các anh chị gửi thắc mắc về tình trạng hồ sơ đến ngày 23 tháng 9 năm 2020. So với tuần trước, tuần này tăng được 8 ngày. Đây là mẫu form Ask NVC. Thông qua mẫu form này, cô chú và các anh chị có thể gửi cho NVC để hỏi xin case number và invoice ID number nếu như hồ sơ chưa có thông tin này. Và để cập nhật địa chỉ mới của người bảo lãnh nếu như hồ sơ đã chuyển qua NVC và người bảo lãnh đã đổi địa chỉ nhà mới. Hoặc qua đơn Ask NVC này thì cô chú và các anh chị cũng có thể hỏi thăm tình trạng mở của hồ sơ nếu như ngày ưu tiên mở hồ sơ đã đáo hạn với ngày ưu tiên của hồ sơ. Lịch cập nhật và xử lý hồ sơ tại NVC sẽ được Điệp cập nhật hàng tuần vào ngày thứ hai cho tất cả các cô chú và các anh chị theo dõi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.